Tiki Channel xin chào các bạn. Thưa các bạn, mới đây một thông tin gây sốt trong cộng đồng ô tô Việt là việc VinFast đăng ký bảo hộ 2 xe ô tô điện tại Mỹ. Trong đó một xe có thiết kế 3D, xe còn lại đăng ký ảnh 2D. Đáng chú ý, cả hai mẫu xe điện được VinFast đăng ký bản quyền tại Mỹ đều có thiết kế khác biệt so với 3 chiếc xe mà hãng đã công bố gần đây. Theo thông tin tại Cục Sở hữu trí tuệ của Mỹ, một mẫu xe vẫn ở dạng thiết kế 2D, một xe khác là hình ảnh thiết kế 3D rõ nét. Đặc biệt, chiếc xe ở dạng thiết kế 2D đã từng được báo chí hé lộ vào đầu năm 2019 và là một trong 7 thiết kế của dòng VinFast Free hoàn toàn mới. Theo thông tin đăng tải, đây là một chiếc xe hạng A và dòng giữ e-VinFast. Trên thân xe hé lộ rằng đây sẽ là một chiếc xe điện chạy điện. Chiếc xe đăng ký hình ảnh 3D trông khá lạ mắt. Cả hai mẫu xe này đều chưa từng được VinFast chính thức giới thiệu hay hé lộ thông tin. Đối với mẫu xe hạng A, khả năng lớn sẽ có mức giá thấp hơn cả VF E34, tương đương với VinFast Fadil, tức là ở mức giá dưới 500 triệu đồng. Đây thực sự là tin vui đối với những người yêu thích thương hiệu xe VinFast, trong khi tài chính chưa quá dồi dào hoặc mới mua xe lần đầu để có cơ hội sở hữu chiếc xe mình yêu thích. Việc đăng ký sở hữu trí tuệ tại Mỹ cho thấy tham vọng của hãng xe Việt không chỉ dành riêng cho thị trường trong nước mà còn muốn xuất khẩu xe tới các thị trường quốc tế như Mỹ, Úc, Trung Quốc, đưa cái tên VinFast vươn qua lãnh thổ Việt Nam. Một thông tin nữa gây sốt không kém là mới đây, vào ngày 10 tháng 4 năm 2021, đoạn quảng cáo của VinFast đã bất ngờ xuất hiện liên tục trên các chương trình của kênh truyền hình CNN. Đại diện hãng xe Việt cho biết đoạn quảng cáo trên sẽ được phát nhiều lần trong ngày, phủ sóng các chương trình tin tức, tài chính, công nghệ trên kênh truyền hình hàng đầu thế giới CNN bắt đầu từ ngày 10 tháng 4. Trong 30 giây, hình ảnh VinFast hiện lên đặc biệt ấn tượng với slogan Bonus Together, cùng bạn bứt phá mọi giới hạn. Đan xen khéo léo với hình ảnh trong cuộc sống đời thường lẫn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ đặc trưng của Việt Nam. Biểu tượng chữ V ẩn hiện trong tất cả các khung hình gợi mở, được lồng ghép tinh tế dưới các hình ảnh cánh quạt năng lượng gió, đàn chim bay, ruộng bậc thang. Và đây cũng là biểu tượng của Vingroup nói chung và hãng xe VinFast nói riêng. Đáng chú ý, ở cuối đoạn quảng cáo, hình ảnh về mẫu xe điện VinFast VF E36 cũng đã được hé lộ. Đại diện của VinFast cho biết đây là mẫu xe điện thông minh sẽ được bán đồng thời tại Việt Nam và các thị trường Mỹ, Canada và châu Âu từ cuối năm nay. Từ hình ảnh rò rỉ trên đoạn quảng cáo có thể thấy, VF E36 là mẫu xe điện cao cấp nhất của VinFast trong thời điểm hiện tại. Đây chính là mẫu xe có mã VF33 mà VinFast đã từng công bố hồi cuối tháng 1 năm 2021. VF E36 dài hơn 5,1m sẽ là đối thủ của những SUV cỡ lớn khi có mặt trên thị trường với hai lựa chọn động cơ xăng và động cơ điện. So với VF E34, VF E35, mẫu SUV cỡ E của VinFast VF E36 thiết kế nam tính và cơ bắp hơn nhiều. Ở phân khúc thường không mang nặng trọng trách doanh số vì kích thước lớn và giá không hề dễ chịu. Dòng E là nơi tập trung phô diễn công nghệ và tiện nghi để phục vụ lớp khách hàng gia đình, đề cao tính hưởng thụ. Phân khúc SUV hạng E tại Việt Nam chưa có nhiều hãng xe tham chiến. Ford có Explorer đang bán tại Việt Nam, định vị là chiếc SUV cỡ lớn và đắt nhất. Tương tự là Hyundai Palisade cũng trở thành đối thủ tiềm năng nếu thành công Mobile quyết định phân phối trong thời gian tới. Nhưng hãng xe Việt có muốn nhiều hơn thế, rằng VF E36 phải cạnh tranh với xe sang như Mercedes GLS hay BMW X7. Với VF E36, mẫu xe có một phép thử khác sau dòng lắc để cho thị trường đo đếm những gì mà VinFast có thể làm, nhất là trên dòng xe cỡ lớn đòi hỏi nhiều công nghệ. Hình ảnh VF E36 từ bản dựng 3D cho thấy tổng thể nhiều khối hình cơ bắp, vị trí cột C nối liền giải kính trước, giải LED định vị trước và đèn hậu phía đuôi xe vẫn là cách nhận diện quen thuộc của VinFast. Ở bản cao cấp, xe lắp đèn pha LED ma trận, kính trần toàn cảnh diện tích 2,63m² với chiều dài 5.120mm, trục cơ sở 3.150mm
VinFast VF E36 nhỉnh hơn Lux SA, dài 4.940mm lẫn Ford Explorer, dài 5.037mm. Bên trong khoang lái, hãng xe Việt trang bị cần số dạng nút bấm, một màn hình thông tin giải trí 15,4 inch, đèn trang trí nội thất VF E36 theo xu hướng của những mẫu SUV cỡ lớn hiện nay khi tiết giảm các phím điều khiển cơ học. Màn hình trung tâm giải quyết hầu hết các chức năng thông qua điều khiển cảm ứng chạm, bệ tì tay theo hướng tối giản, gia tăng không gian cho người ngồi. Phảng phất dấu ấn của Tesla trên mẫu của VinFast nằm ở cách bố trí bảng táp lô, không đồng hồ tốc độ truyền thống. Chỉ màn hình trung tâm cỡ lớn hiển thị thông tin. Với cách thiết kế này, nhiều khả năng hãng xe sẽ trang bị màn hình HUD trên giải kính lái để giúp tài xế tập trung, điều khiển xe an toàn hơn. Tương tự, hai dòng cấp thấp hơn là VF E34 và VF E35. Dòng VF E36 sẽ có hệ thống tự hành cấp độ 2-3. Riêng bản cao cấp nhất có thêm một số tính năng ở cấp độ 4 như tự động thiết lập bản đồ 3 chiều, cho phép tự động tìm chỗ và đỗ xe, tìm xe và khả năng kết nối với hệ thống giao thông thông minh và đô thị thông minh. Xe hướng đến chất lượng an toàn NHTSA hay Euro NCAP đều 5 sao. VinFast VF E36 cung cấp hai lựa chọn dẫn động. Máy xăng 2 lít có công suất 228 mã lực, mô men xoắn cực đại 350 Nm. Con số của Ford Explorer bản 2.3 EcoBoost là 273 mã lực và 420 Nm. Tùy chọn khác trên VF E36 là hai động cơ điện 5 châm vĩnh cửu, công suất khoảng 201 mã lực. Phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc đầy là 550 km. Chưa hãng xe nào trên thế giới gắn động cơ điện cho một chiếc SUV cỡ lớn như vậy. Nếu chở đầy người và đồ, xe có thể nặng tới khoảng 3 tấn. Để luôn hoạt động hiệu quả, kéo một trọng lượng lớn như vậy, đòi hỏi hiệu suất của pin phải luôn được duy trì và ảnh hưởng nhiều tới phạm vi hoạt động. Nhưng những điều này cũng không phải bất khả thi, bởi lẽ các hãng đang làm ra những chiếc xe tải, xe buýt chạy điện là minh chứng cho việc động cơ điện có thể xử lý được mọi việc. Tất nhiên, đi cùng đó là giá xe khó rẻ. Bởi vậy, thị trường Mỹ là nơi tiềm năng lớn nhất cho bản chạy điện của chiếc SUV cỡ lớn. VinFast nhận đặt cọc VF E36 từ tháng 9 năm 2021 và giao xe vào tháng 2 năm 2022 tại Việt Nam. Thị trường Mỹ, Canada và châu Âu sẽ nhận đặt hàng từ tháng 11 năm 2021 và bàn giao xe từ tháng 6 năm 2022. Sau đây, xin mời các bạn cùng xem đoạn quảng cáo của VinFast về VF E36 trên kênh truyền hình Mỹ Cine. Examiner who conducted George Floyd's autopsy taking the stand today, and we've got his testimony after this. Vision is infinite imagination. It's a belief in better, smarter, more sustainable. VinFast's vision goes beyond four wheels, beyond expected, beyond belief. It's boundless, borderless. A future powered by all of us. VinFast. Boundless together.